Chiều ngày 5 tháng 8, ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo chính phủ để thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, cùng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tại cuộc họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí về việc liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Ông Trí bị khởi tố bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông, Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có quan hệ làm ăn đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Lan đã chuyển cho ông Trí hơn 40 triệu đô la Mỹ để mua bán dự án kinh doanh. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu đô la Mỹ với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Công điện số 8 ngày 5 tháng 8 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, trong 7 ngày qua, ở miền Bắc nước ta đã xảy ra mưa lớn từ 150 đến 250mm. Một số nơi mưa lớn hơn như Thông Nguyên, Hà Giang 270mm, Bắc Hà, Lào Cai 314mm, Điện Biên, tỉnh Điện Biên 344mm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất đá, ngập lụt cục bộ, làm ít nhất 2 người chết, sạt lở 67 vị trí giao thông, thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản của người dân và công trình cơ sở hạ tầng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to đến ngày 8 tháng 8. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 220mm, có nơi trên 300mm. Do đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Ngày 5 tháng 8, liên quan tới vụ sạt lở đất đá vùi lấp nhiều ô tô ở khu vực Hồ Ban Tiện thuộc thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn phải theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố thiên tai, chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho dân cư tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn. Đặc biệt cần rút kinh nghiệm trong công tác tổng hợp thông tin báo cáo, chủ động báo cáo kịp thời đầy đủ về tình hình diễn biến thiên tai và công tác ứng phó. Trong khi đó, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương trên địa bàn huyện Sóc Sơn phải ứng trực 100% quân số, theo dõi sát diễn biến thời tiết. Khi phát hiện ra các bất thường cần thông báo ngay đến lực lượng chức năng, nhất là những thôn xã có hệ thống đê điều, cần tuần tra thường xuyên tăng cường lực lượng ứng trực. Đặc biệt từ sự cố sạt lở ở thôn Phú Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn yêu cầu các xã thị trấn có rừng cần kiểm tra, lập danh mục các vị trí xung yếu có nguy cơ úng ngập, sạt trượt, xói lở, kịp thời xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Chiều ngày 5 tháng 8, Thủy điện Chi Khê tại huyện Con Cuông và Thủy điện Khe Bố tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bắt đầu xả nước hồ chứa theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Trước tình hình đó, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh và các sở ban ngành thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị người dân đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn hạ du biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng tài sản. Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá ngập úng trên địa bàn một số xã. Trước thông tin dư luận đang rất quan tâm về việc quận Hoàn Kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất tại thành phố Hà Nội, thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin chính thức về việc này. Theo đó, trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả rà soát và phương án sắp xếp của quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sắp xếp do quận chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định.
Tuy nhiên, tại Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính quy định, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp, nhưng có một trong các yếu tố đặc thù sau đây thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp: có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề, có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt, mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cũng liên quan tới vấn đề này, nhiều người dân và chuyên gia đều cho rằng không thể sắp xếp hay sáp nhập quận Hoàn Kiếm vào bất cứ quận nào khác của Hà Nội, vì Hoàn Kiếm không chỉ là trái tim của thủ đô mà còn là biểu tượng, niềm tự hào của Hà Nội và cả nước. Ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam cho rằng, thiết kế mô hình đơn vị hành chính cho sự phát triển là cần thiết, nhưng không thể áp dụng công thức một cách cơ học mà cần chia ra những khu vực mang tính chất đặc thù, nhất là những vấn đề liên quan tới truyền thống lịch sử. Hơn nữa, đối với chủ trương lớn này phải cân nhắc kỹ càng, tránh sự đảo lộn không cần thiết, vì chỉ cần một thay đổi nhỏ về địa giới hành chính sẽ đi kèm với đó là nhiều vấn đề phiền toái cho người dân. Ngày 5 tháng 8, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông, xác nhận lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể nạn nhân mất tích do trượt chân và bị nước lũ cuốn vào ngày 4 tháng 8. Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 4 tháng 8, anh T, 42 tuổi, trú thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, bị trượt chân khi di chuyển qua suối gần nhà và bị nước lũ cuốn mất tích. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gồm dân quân, công an và nhiều người dân địa phương tham gia tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 8, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại vị trí cách nơi anh mất tích khoảng 400 mét, về phía hạ nguồn dòng suối và đã được bàn giao cho gia đình. Ngày 5 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can gồm Vương Bá Huân, sinh năm 1995, trú tại xã Đức Mạnh, và Trần Thị Loan, sinh năm 1986, trú tại xã Đắk Lao, cùng huyện Đắk Miêu, về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Theo cáo trạng, đầu tháng 5 năm 2023, một người tên Đức liên hệ qua mạng xã hội với Huân và Loan đặt mua kỳ đà với giá là 330.000 đồng một ký. Ngày 18 tháng 5, Loan và Huân thu gom được 7 con kỳ đà và thông báo cho Đức để thống nhất bán với giá gần 5 triệu đồng. Đến ngày 19 tháng 5, Loan điều khiển xe mô tô chở kỳ đà đến khu vực trước một phòng khám thuộc thị trấn Đắk Miêu thì bị công an huyện Đắk Miêu phát hiện bắt quả tang. Kết luận giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 7 cá thể kỳ đà vân tăng vật của vụ án là lớp bò sát thuộc nhóm 1B, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm.